Nam bác sĩ Lâm Hùng đang chỉ tin với lại đây là một chiếc xe 335 của Trần của 93 hả? 93 93 tích thì 93 và đầu thì F33. Các bạn nhìn thấy này, cái xe mà tôi không nghĩ nữa là cái xe đây là một chiếc xe của 335 F mấy? Ở 93 lên F. Ở 93 lên F mà hết tiền rồi lên nửa chiếc thôi. Một chiếc xe mà tôi không nghĩ nữa là chiếc xe chiếc xe này được gì anh Hùng? Chiếc xe được biển số thôi chứ không là được gì hết. Chiếc xe hoàn hảo nhất là tôi mời các bạn tới đây. Okay. Đây là đây. Chiếc xe có thể nói là một trong những chiếc xe độc nhất Việt Nam, M4 Vui Trần F82. Chiếc xe này có nghĩ nó là một chiếc xe không? Tôi rất là nghĩ nó là chiếc xe. À, đúng rồi. Đây. Rất đúng chị xe không? Chơi xe là phải kỹ đến nỗi nè, các bạn trưởng. Em gọi vô lòng về đây. À. Đó, có dính bụi không? Nè gọi đèn luôn nè. Ghê thiệt. Thấy không? Nè, nè trưởng. À. Ở đây, thấy không? Coi có dính dơ không? Đó, chơi xe là cái lòng về không dơ luôn. Anh Hùng chơi xe ghê lắm các bạn. Nhưng mà à. Anh Hùng dơ thì dơ nhưng mà xe là 8 giờ sáng chưa ăn sáng chạy xuống lâu xe. Anh Hùng chạy xe là qua mấy chỗ mà có sình đây là chạy tầm khoảng 15 km/h thôi. Không biết năm, không chạy luôn. Không kẹt. Chắc họ kéo. Ở tắt đi giữa đây em cố rồi. Anh không thích độ nãy giờ em có quay ta. Đéo rồi. Thì cũng hết chạy, cũng sao nó treo ra ngoài với em tắt đi. Phòng. Nào xuống. Lấy cái. À lấy cái mền xuống nằm trải chiếu ngay chỗ cái xe luôn. Làm ngủ làm anh làm diễn viên quần chúng đi qua đi lại nha. Đúng rồi, phải có diễn viên quần chúng chứ. MV mới sinh động. mà thằng này rảnh sao đi qua đi lại hoài vậy? Phải kiếm người khác chứ. Đẹp quá, đẹp quá trời luôn á. Đúng xe quần chúng luôn á. Đẹp quá. Cái này Mercedes đẹp quá. À. Cái này 150.000 ngày nè. Mà nói sai đạo diễn cắt lương luôn. Wow. Nè, em để mấy cái này không được nè Dưỡng. Em để cái này em chạy nó kêu cọc xem chưa nổi chứ. Đâu kêu đâu. À lăn quăng lại phải không? Ừ. Anh Hùng. Anh review xe này được gì vậy? Xe này được chừng cái nào là ok. Có cái đèn, bộ đèn này trước thôi. Nguyên xe. Nguyên xe được có cái bộ đèn mà của Đài Loan nữa nhìn đẹp.